Hello, hello, hello. Hi, welcome you to our new lesson, the lesson number 8, office procedures. Office procedures. 1, 2, 3. Say it with me. Procedures. Office procedures. 1, 2, 3. Good job. Chào mừng bạn đã đến với chủ đề ngày số 8. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề những cái thủ tục tại văn phòng. Office procedures. By following the process, we have the first word. Và theo những cái quy trình thì chúng ta sẽ có từ đầu tiên trong cái chủ đề này là appreciate. Appreciate. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Appreciate. Good. Nó có nghĩa là đánh giá cao hay là trân trọng cái điều gì đó. And the sentence that we have, his talents are not fully appreciated in that company. His talents are not fully appreciated in that company. 1, 2, 3. Very good. One more time. 1, 2, 3. Good job. Câu này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là những cái tài năng của anh ấy thì không được đánh giá một cách đó là gì ạ? Đầy đủ, họ không cần được đánh giá một cách đó là chuẩn ấy, kiểu như thế. Trong cái công ty đó, được chưa? Đó, fully, một cách rất là đầy đủ. Cái app này rẻ vì bán xỉ thì bảo sao chẳng ăn được nhiều. Sao đánh giá cao của người mua. Các bạn tưởng tượng khi mà mua những cái mặt hàng đó, chúng ta tưởng tượng khi mình lướt mua những mặt hàng online thì thường khi mua xong người ta sẽ có những cái sao để đánh giá xem là các bạn mua sản phẩm đó thì có ok không, có hài lòng hay không, mức độ hài lòng là bao nhiêu. Thế thì chúng ta mới lên trên mạng và chúng ta mới search để tìm một cái app đó. Có thể là app trên iPhone, có thể là app trên Android đúng không? Đó, mà bất kể cái gì đó. Đó, nhưng mà nó giá rất là rẻ vì bán xỉ, bán được nhiều người, bảo sao mà ăn được nhiều sao, đánh giá cả đó, 5 sao chẳng hạn đó. Ok, let's imagine about that. Hãy tưởng tượng về cái điều đó. Đó, appreciate. Appreciate. Good. Cái từ cuối cùng là từ eat thì nó liên quan là nhận là ăn đúng không? Eat là quá khứ của eat mà, đúng không ạ? Ok, và chúng ta thay đó là bằng từ ăn. Appreciate. Good. Next, exposed. Exposed. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Nó có nghĩa là tiếp xúc. Exposed. She has exposed our secrets. She has exposed our secrets. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Nó nghĩa là cô ấy thì đã được tiếp xúc với những cái bí mật của chúng tôi. Sống có ích chẳng phải sợ bọn bâu sâu nói xấu, dù cho có phải tiếp xúc với đủ hạng người. Exposed. Exposed. Ok. Đó, chúng ta tưởng tượng là một cái người nào đó họ sống rất là có ích, luôn luôn là giúp đỡ mọi người thì chẳng có gì phải sợ. Bọn bâu sâu thường những bọn mà nó hay nhỉ, hay mồm miệng đúng không, nó hay hớt lèo hay nói cái này nói xấu cái kia, chẳng nó kể cả là mình tiếp xúc với rất là nhiều người, bọn mình tưởng tượng cái khung cảnh chúng ta bắt tay, chúng ta giao lưu với rất là nhiều người, nhưng mình sống có ích thì mình không có sợ những cái điều bâu sâu đó. Ok, good. Next, bring. Bring in. Bring in. Bring in. Bring in. Okay. 1, 2, 3.
One, two, three. Very good. Bring in. Đó là mang đến. Bring in. Okay. We need to bring in a lot more new business. We need to bring in a lot more new business. Business. Okay. Business. One, two, three. One more time, one, two, three. Good job. Có nghĩa là chúng ta cần phải gì? Mang đến thật là nhiều hơn những cái cách kinh doanh mới. Good job. Cây hoa nhài cạnh bờ ao rung rinh trong gió, mang đến hương thơm ngào ngạt. Đó, chúng ta tưởng tượng một cái hoa nhài, hoa nó màu trắng nó ở bên cạnh cái bờ ao, và sau đó thì gió thổi nó cành hoa bắt đầu rung rinh trong gió và mang lên hương thơm, mọi người đi qua thì hít một hơi thật sâu, thật là tuyệt vời. Họ bring in đó, từ in cuối cùng chúng ta dùng là chúng ta nó có âm thanh tương tự, chúng ta không có, chúng ta lấy từ là trong để cho dễ hình dung, rung rinh trong gió. Good. Next one. Casual. One, two, three. One, two, three. Very good job. Okay. Có nghĩa là thông thường. Family parties and other casual occasions. Family parties and other casual occasions. Occasions. Okay. One, two, three. One, two, three. Good. Nó nghĩa là những cái bữa tiệc gia đình và những cái dịp, những kỳ nghỉ mà rất là thông thường khác. Đấy nhá. Và kẻ chắn giữa đường bình thường chính là giải phân cách. Chúng ta có thể hình dung thấy một cái đường và chúng ta nhìn thấy cái vạch kẻ đó, vạch kẻ màu trắng hoặc màu vàng giữa đường đó. Đó, bình thường chính là giải phân cách đó. Tớ đi đường lúc nào cũng có những cái vạch kẻ trắng như thế, đúng chưa? Casual là bình thường. Ok. Cold. One, two, three. One, two, three. Good job. Tap your code number into the machine. Tap your code number into the machine. One, two, three. One, two, three. Good. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đặt kiểu như thế. Học đặt hoặc là nhấn họ cái mã số của bạn vào trong cái máy này. Kiểu như đây có thể là cái máy mà điểm danh chẳng hạn, thì chúng ta cần phải đặt cái mã số nào đó vào cái máy đó. Ok. Good. Hoặc là một cái máy bất kỳ nào khác, thì nó có rất là nhiều loại máy. Code number, đó là một mã số nào đó. Next one. Viết một câu lệnh là phải mã hóa luôn, không bị lỗi. Được chưa? Đó. Ngày xưa các bạn hình dung là trong cái chiến tranh thì thường là mọi người viết những cái câu lệnh phải hiện mã hóa, để làm sao mà khi người đọc khác ấy, người ta không có đọc được. Chúng ta thì tưởng tượng lại thời ngày xưa, ví dụ những cái câu lệnh thì thường hay giấu ở trên cây này, đó, trong vỏ cây này, trong hốc cây này, nó và được mã hóa rất là cẩn thận. Code, mã hóa. Ok. Good. Next one. Glimpse. One, two, three. One, two, three. Nghĩa là nhìn lướt qua. Và chúng ta có câu là he caught a glimpse of her in the crowd. He caught a glimpse of her in the crowd. One, two, three. One, two, three. He caught a glimpse of her in the crowd. Có nghĩa là anh ấy
bắt được cái liếc nhìn của cô ấy trong đám đông. In the crowd, vào trong đám đông. Next one, đập đầu vào gờ tường khi mắt đang lim dim nhìn một em hacker lướt qua. Đấy, đây chúng ta tưởng tượng là gì ạ? Mình đang có một cái anh chàng ấy đang đi, đúng không? Đang đi trên đường, nhưng mà tự nhiên là đập đầu vào gờ tường. Do là mắt lim dim, mà nhìn cái em hacker vừa mới đi lướt qua kìa. Mà có thể là mặc áo dài, đúng không? Đó, vừa đi lướt qua. Glimpse. Đó, hãy tưởng tượng cái khung cảnh đó rất là rõ ràng nhé. Thế là chúng ta hãy không cố gắng để ghi nhớ, mà mình chỉ là đi theo quy trình để các bạn chúng ta tưởng tượng và học từ vựng một cách rất là hết sức tự nhiên. Ok, good job. Đi vào sâu nào. Exhale. Hít sâu. Very good. Nếu trường hợp bạn khát nước trong quá trình mà học thì bạn có thể là dừng cái video lại, đi lấy nước, uống nước và sau đó quay trở lại học tiếp. Điều đó cũng là một cái cách thức học vô cùng là tuyệt vời. Very good. Next one. Made of. Made of. 1, 2, 3. Good. We have the sentence. Made of wood. Made of wood. Made of wood. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Có nghĩa là làm từ gỗ đấy, được chưa? Mây bay ngập trời được tạo nên từ không khí ạ. Được chưa? Made of. Made of. Ok. Tạo nên từ. Out of. Out of. 1, 2, 3. 1, 2, 3. To jump out of bed. To jump out of bed. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Có nghĩa là nhảy ra khỏi chiếc giường. Được chưa? Mua áo ở Hà Nội dễ ợt, chỉ cần bước ra khỏi cửa đến chợ là có ngay. Out of. Đó là ra khỏi. Được chưa? Ra khỏi. Out of. Good. Chúng ta tưởng tượng thấy là khi mình bước ra khỏi nhà thôi, đến chợ thôi là mình nhìn thấy đây nơi người ta bán áo rất là dễ để chúng ta thể mua được. Đó. Out of. Ra khỏi. Next one. Outdated. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Nghĩa là lỗi thời. Đó, lỗi thời rồi. These figures are now outdated. These figures are now outdated. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Có nghĩa là những cái con số này ấy, thì nó đã bây giờ nó lỗi thời rồi. Mặt ao phủ đầy tiết máu lợn cho thấy lỗi lầm một thời của những người sát sinh. Outdated. Outdated. Ok. Outdated. Outdated. Ok. Lỗi thời. Lỗi thời rồi. Đó. Cái lỗi lầm một thời của những người mà sát sinh là những mặt ao rất là nhiều cái tiết lợn, đúng không? Lại phủ trên đó rất là đỏ như thế. Lỗi thời. Outdated. Good job. Practice. Practice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Có nghĩa là thực hành. Thực hành. Guidelines. Guidelines for good practice. Guidelines for good practice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nó có nghĩa là những cái sự hướng dẫn ấy, thì là cho cái việc thực hành sẽ tốt hơn. Đấy nhá. Very good. Bơi từ bờ ra nhặt rác ở tít giữa hồ là một cách luyện tập sức khỏe rất tốt, lại góp phần làm sạch môi trường. Nào. Practice. Practice. Được chưa? Ok, chúng ta có thể hình dung một
cô nàng hoặc là một con cún nào đó đến gần nó, bơi từ bờ ra nhặt rác ở tí giữa hồ. Đó. Hồ nó cũng rất là rộng, đó. Bơi ra nhặt rác ở tí giữa hồ là một cái cách luyện tập, cách luyện tập cơ thể, đó. Tay chân, đó. Bơi lội. Good job. Next one, reinforce. Reinforce. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, nghĩa là củng cố và tăng cường. The experience reinforced my sense of loss. 1, 2, 3. Very good. Once again, 1, 2, 3. Good job. Nó có nghĩa là những cái trải nghiệm này thì là tăng cường cho tôi cái gì ạ? Cho tôi cái khả năng cảm nhận về cái sự mất mát, được chưa ạ? Ok. Raw read thông tin trong nội bộ ra ngoài là điều rất nguy hiểm, nên phải thuê thêm lực lượng để đặc nhiệm để tăng cường bảo vật. Đó, chúng ta có từ read in, đúng không? Reinforce. Force nó là lực lượng kiểu như thế để tăng cường. Chúng ta tưởng tượng thì có những thông tin rất là quan trọng trong nội bộ, nhưng chỉ cần do gì thông tin ở trong nội bộ ra rất là nguy hiểm rồi, nên là phải thuê thêm rất là nhiều những cao thủ về bảo mật, đúng không? Cao thủ ngồi ở trên máy tính này đó, để bảo mật ở trong kín một phòng này, lực lượng để tăng cường bảo mật. Thứ chưa? Reinforce. Reinforce, tăng cường, đúng không? Next one, verbal. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Nghĩa là bằng lời nói hay là bằng miệng, chưa? Verbal. Good job. The job applicant must have good verbal skills. The job applicant must have good verbal skills. 1, 2, 3. Great. Có nghĩa là những công việc mà kiểu như là vậy đó, công việc này thì nó đòi hỏi là phải có một cái kỹ năng về ngôn ngữ rất là tốt, ngôn từ rất là tốt đó, công việc. Very good. Vợ và bồ đang chửi nhau bằng miệng đó. Verbal. Verbal đó, tức là cái anh chàng này thì bị lăng nhăng một cái cô bồ, và sau đó thì là vợ và cô bồ chửi nhau trước mặt anh này đó, bằng miệng thôi, đó, chứ không có dùng tay chân gì cả. Đó, verbal là bằng miệng. Very good. So, that is the end. Very good. So, that is the end of our lesson today. Just review it for 1 to 2 times. Và vậy là kết thúc cái bài học ngày hôm nay chúng ta rồi. Và bạn chỉ cần đó là luyện tập thêm 1 đến 2 lần nữa với bài này. Như vậy là chúng ta đã hoàn rồi. Trong cái quá trình học, điều quan trọng nhất là chúng ta biết nghĩa của từ, hiểu nghĩa của từ và đọc chính xác về phần âm, đồng thời là tưởng tượng nó để cho cái tâm trí của bạn tưởng tượng thật là rõ ràng về những cái tình huống diễn ra, mà không cần phải cố gắng ghi nhớ, nhớ nhé, không cần phải cố gắng ghi nhớ. Ok, I will see you tomorrow. Mình sẽ hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Goodbye.